Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở các xã vùng khó khăn. Máy bay quân sự của Myanmar rơi gần thành phố Mandalay của nước này khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện việc lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 1 thực hiện lập quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, được thực hiện trong 12 tuần, từ ngày 13 tháng 4 đến giữa tháng 7 năm 2021, với các sản phẩm cụ thể là đánh giá thực trạng, khoanh vùng các vấn đề trọng tâm và nhiệm vụ tạo đột phá, cấu trúc và đề cương sơ bộ của quy hoạch tỉnh. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2021, nhóm tư vấn và các sở ngành liên quan đã thu thập được 270 tài liệu của từng ngành lĩnh vực và từng địa bàn khu vực, đạt 52%. Tuy nhiên đến nay còn 48% tài liệu chưa thu thập được. Nguyên nhân là do số lượng tài liệu cần thu thập rất lớn, dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4 gây khó khăn cho công tác này. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đưa ra các đề xuất ban đầu về tầm nhìn, mục tiêu và ý tưởng đột phá trong quy hoạch của tỉnh. Đó là Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong khu vực Tây Bắc nhờ tăng trưởng GDP. Các trụ cột tăng trưởng chính gồm du lịch sinh thái, công nghiệp xanh, nông nghiệp sạch, phát triển đô thị. Các đòn bẩy chính là đường cao tốc đến Hà Nội, kết nối với các tỉnh, thành phố khác, khu du lịch sinh thái quốc gia Hồ Hòa Bình, suối nước khoáng nóng Kim Bôi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, phát triển đô thị xanh, ngôi nhà thứ hai tốt nhất gần Hà Nội, các khu đô thị phức hợp mới như thành phố thể thao, xây dựng các trung tâm cửa hàng mậu dịch tự do. Các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến việc thực hiện lập quy hoạch tỉnh, trong đó phải đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, phát huy lợi thế của địa phương gần Hà Nội, cách mạng công nghiệp 4.0, kinh tế số. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tiến độ thực hiện lập quy hoạch giai đoạn 1 của đơn vị tư vấn. Nội dung bám rất sát luật quy hoạch, đánh giá được hiện trạng, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đề ra xu hướng thực hiện trong thời gian tới. Đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ trong nhiệm vụ quy hoạch tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tư vấn lưu ý. Cái công nghiệp của Hòa Bình chỉ có một yêu cầu thôi, đấy là phải sạch. Vì chúng ta xác định ở đây là cái vùng trọng điểm về vùng dự trữ sinh quyển, sinh thủy của thủ đô, thì trước hết là phải sạch cái đã. Thế nhưng mà nó lại gánh là cái động lực đột phá. Thành ra là trong cái quy hoạch anh Điêu cũng đã nói rất rõ rồi. Công nghiệp sạch và gắn với đô thị. Muốn phát triển đô thị thì phải có công nghiệp, mới có công an việc làm họ mới đến. Còn nông nghiệp thì tôi đã nói rất kỹ rồi. Với cái diện tích và với cái sản lượng của Hòa Bình thì Hà Nội là đủ. Cũng không cần phải giải cứu. Mà sâu hơn, chế biến sâu thì đi vào dược liệu và sản phẩm từ rừng. Dịch vụ thì chúng tôi xác định rõ rồi, du lịch là mũi nhọn rồi. Thì được khai thác, trong đây báo cáo các đồng chí cũng đã nói rồi. Cái Hồ Hòa Bình đã được Thủ tướng phê duyệt thành quy hoạch thành khu du lịch quốc gia rồi và đã có phê duyệt quy hoạch rồi. Cái thứ hai nước khoáng Kim Bôi, chúng tôi cũng sẽ xác định như vậy. Ngoài ra thì thêm cái du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá. Để thực hiện hiệu quả việc lập quy hoạch tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành các địa phương tiếp tục cung cấp tài liệu cho đơn vị tư vấn, nhất là các địa phương, đồng thời nghiêm túc thực hiện công tác này gắn với việc hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ của tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn khẳng định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đó là xây dựng quy hoạch có chất lượng, có tầm nhìn, thực hiện quản lý theo quy hoạch. Vì vậy các sở ngành địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc nhắc nhở thực hiện công tác quy hoạch nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
Ngày 10 tháng 6 tại Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hòa Bình. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ. Tại buổi tiếp nhận, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hòa Bình đã trao số tiền 6 tỷ đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, phục vụ cho việc mua vaccine. Trong đó, số tiền sẽ được phân bổ cho quỹ của tỉnh là 2,5 tỷ đồng, huyện Lạc Thủy 1 tỷ đồng, xã Yên Bồng 1 tỷ đồng, 3 xã Thống Nhất, An Bình, Khoan Dụ, mỗi xã 500 triệu đồng. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và cảm ơn tấm lòng thiện nguyện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Hòa Bình. Đây là hoạt động cao đẹp, có ý nghĩa, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Hy vọng công ty sẽ tiếp tục hoạt động sản xuất có hiệu quả trong thời gian tới, để có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội trên cả nước nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng. Tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn ủng hộ, phục vụ tốt cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn, đồng thời cũng cam kết sẽ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư đến với tỉnh, góp phần đưa kinh tế tỉnh Hòa Bình phát triển. Ngày 10 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lời kêu gọi ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã trao 60 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đây là nghĩa cử cao đẹp của tổ chức tôn giáo, tăng ni Phật tử trên địa bàn, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyên góp ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19. Với nguồn tiền tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sẽ quản lý và hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Hòa Bình. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo mục tiêu của đề án, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hòa Bình thu hút đầu tư đạt trên 6,3 nghìn tỷ đồng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, cơ sở lưu trú đạt trên 6.000 phòng. Đến năm 2025, đạt 4,9 triệu lượt khách, trong đó 1 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 26.000 lao động. Phấn đấu xây dựng khu du lịch Hồ Hòa Bình cơ bản đạt các điều kiện của khu du lịch quốc gia vào năm 2025. Trên cơ sở nội dung của đề án, các đại biểu tập trung cho ý kiến. Cụ thể, đề án phát triển du lịch cần tập trung vào thế mạnh của tỉnh, quan tâm vấn đề quy hoạch, cơ chế chính sách cụ thể, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng đường giao thông, quan tâm phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, xác định lại kết cấu của đề án, mục tiêu của đề án phải cụ thể, chi tiết, cần làm rõ hơn những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp cho phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung để sớm hoàn thiện đề án, đảm bảo chất lượng. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban dân tỉnh tổ chức họp Ban điều hành chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban điều hành chủ trì hội nghị. Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015 với tổng nhu cầu vốn trên 271 tỷ đồng, trong đó vốn Ngân hàng Thế giới trên 225 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương trên 46 tỷ đồng. Dự án gồm 3 hợp phần: cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình. Đến ngày 1 tháng 6 năm 2021, dự án đã mở rộng sửa chữa làm mới 10 công trình nước với tổng mức đầu tư trên 187 tỷ đồng, cấp nước cho trên 16.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.
triển khai xây mới cải tạo 85 công trình nhà vệ sinh trạm y tế xã, đầu tư xây mới cải tạo 96 công trình nhà vệ sinh trường học. Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên việc tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực của chương trình phối hợp với các cấp ngành rà soát lại kế hoạch chỉ tiêu nguồn vốn, đưa ra các giải pháp cụ thể đảm bảo tiến độ giải ngân, đồng thời phân bổ nguồn vốn kịp thời cho các công trình, đẩy nhanh tiến độ triển khai các hợp phần. Cùng với đó, phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện chương trình, xây dựng kế hoạch chi tiết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình đề ra, hạn chế tối đa việc gia hạn các công trình đang thi công. Chiều ngày 10 tháng 6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật. Tỉnh Hòa Bình đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội theo quy định. Sau đây là danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hòa Bình. 1. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 2. Ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình. 3. Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 4. Bà Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình. 5. Ông Hoàng Đức Chính, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình. 6. Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, đến nay chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Mặc dù vậy, tại nhiều địa phương vùng cao, vùng sâu, vùng xa, kết quả xây dựng nông thôn mới vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn. Đây cũng là thử thách đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các địa phương còn khó khăn để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại 3 xã vùng cao của huyện Lạc Sơn. Bước vào xây dựng nông thôn mới, xã Tự Do, huyện Lạc Sơn gặp rất nhiều hạn chế do xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, người dân còn lưu giữ nhiều tập quán phong tục lạc hậu, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất. Với sự cố gắng nỗ lực của chính quyền và người dân, cùng phương châm việc dễ làm trước, việc khó làm sau, xã đã thực hiện đạt 10 trên 19 tiêu chí sau 11 năm xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, để cán đích nông thôn mới, chặng đường sắp tới còn nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua. Nút thắt lớn nhất đối với xã vùng cao này là thực hiện các tiêu chí về thu nhập và hộ nghèo. Theo Phó Chủ tịch xã Bùi Văn Sùm, việc nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững là thách thức lớn đối với xã. Nguyên nhân xuất phát từ điều kiện tự nhiên không thuận lợi. Là xã thuần nông nhưng diện tích đất tự nhiên toàn núi và rừng, khí hậu khắc nghiệt trong mùa đông và đặc biệt là tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước sản xuất nhiều tháng trong năm. Do đó, người dân chỉ dựa vào trồng ngô, trồng lạc, khó khăn lắm cũng chỉ đáp ứng nhu cầu lương thực ăn trong năm. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 30,6 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 25,17%. Xã Tự Do trong những năm vừa qua được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đến thời điểm này xã mới đạt 10 trên 19 tiêu chí. Thì cái điều kiện để mà phát triển kinh tế xã hội của xã nhà cũng do cái điều kiện tự nhiên cũng rất là khó khăn, nên là cái để mà thực hiện cái xây dựng nông thôn mới cũng là một cái quá trình còn khó khăn. Để nâng cao thu nhập, đảng chính quyền cũng đã lãnh chỉ đạo để mà thành lập cái hợp tác xã dịch vụ du lịch Thác Mô cũng như là các cái nhà nghỉ hôm tây để mà phát triển du lịch, tăng thu nhập cho bà con dân. Không chỉ loay hoay với bài toán khó về thu nhập và hộ nghèo, đối với ba xã vùng cao huyện Lạc Sơn là Ngọc Sơn, Ngọc Lâu và Tự Do, thì những tiêu chí cần sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước cũng gặp khó khăn rất lớn. Một trong số đó là tiêu chí về đường giao thông. Do địa hình phức tạp, người dân sinh sống theo nhóm cụm dân cư, nên khoảng cách giữa các nhóm cụm dân cư cách xa nhau, đòi hỏi kinh phí đầu tư lớn. Để cứng hóa đường giao thông nông thôn, các xã này cần nguồn vốn đầu tư lớn của nhà nước, đồng thời vận động nhân dân góp tiền công lao động. Nhưng với xã vùng cao, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thì việc đóng góp của nhân dân rất hạn chế. Thêm vào đó, các tiêu chí về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là mục tiêu khó hoàn thành, đặc biệt là tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, có nhà tắm, bể nước,
nhà tiêu rất thấp. Xã là đã đạt là 12 trên 19 tiêu chí. Thế còn để đến năm 2025 ấy là cả một quá trình để mà phấn đấu. Thế bây giờ là hiện tại là đang là quy hoạch lại về cái xây dựng nông thôn mới. Thì bây giờ là hiện trạng ấy thì cơ sở vật chất như là trạm y tế thì đã đạt chuẩn rồi, nhưng mà bây giờ là lại xuống cấp rồi. Bây giờ yêu cầu lại phải đầu tư lại. Còn hai xóm là chưa có nhà văn hóa, thì chúng tôi là cũng đang là đẩy mạnh làm sao để người dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để tăng cái thu nhập cho người dân, thì không thể đi làm ăn xa thì cũng là rất nhiều. Thực trạng ở ba xã vùng cao của huyện Lạc Sơn cũng là bức tranh chung của các xã vùng sâu vùng xa trong huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện đã có 7 trên 23 xã về đích nông thôn mới. Sự nỗ lực của địa phương, sự hỗ trợ từ các nguồn đầu tư là cần thiết để các xã vùng cao này giải quyết các khó khăn đang đặt ra trong xây dựng nông thôn mới. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, Lương Sơn tập trung phát triển vùng rau an toàn. Huyện Đà Bắc đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa lũ. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm phát triển, đến nay các sản phẩm rau an toàn, rau hữu cơ đã trở thành những mô hình sản xuất tiêu biểu của huyện Lương Sơn trong việc tạo ra những sản phẩm rau sạch, năng suất, chất lượng cao, đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội cho người sản xuất và đặc biệt mang đến những ưu điểm, lợi ích vượt trội về môi trường sinh thái. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2018, với phương châm luôn đồng hành sát cánh cùng người tiêu dùng, đề cao chất lượng sản phẩm. Trên tổng diện tích gần 4 hectare, hiện nay Hợp tác xã Rau An Toàn Cư Yên, huyện Lương Sơn trồng chủ yếu các loại rau như cải bắp, cà chua, bầu, bí, dưa chuột. Đa dạng hóa các loại rau màu để cung ứng quanh năm cho thị trường những sản phẩm rau an toàn. Không giống với quy trình sản xuất rau truyền thống, tại Hợp tác xã Rau An Toàn Cư Yên, việc trồng, chăm sóc rau phải theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật. Để rau phát triển tốt và ít sâu bệnh, Hợp tác xã chú trọng đến chất lượng đất trồng. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, các thành viên hợp tác xã ứng dụng công nghệ sinh học và kỹ thuật canh tác theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững. Hiện tại thì hợp tác xã ngoài cái sản xuất theo quy trình Việt Gáp thì đầu ra của hợp tác xã là đang liên kết với các cái bếp ăn của khu công nghiệp như là khu công nghiệp của Lương Sơn và một số nhà máy ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, ví dụ như là công ty HNT của khu công nghiệp Lương Sơn. Thì hiện tại thì sản phẩm của hợp tác xã thì 60% sản phẩm của hợp tác xã đã liên kết và tiêu thụ là ổn định, còn 40% còn lại thì tiếp tục là đang hướng đi đến các cái cửa hàng thực phẩm sạch cũng như là hệ thống siêu thị ngoài Hà Nội. Toàn huyện Lương Sơn hiện có 8 nhóm sản xuất rau an toàn với trên 80 thành viên và 6 hợp tác xã rau an toàn đang hoạt động hiệu quả. Trung bình một hợp tác xã có từ 6 đến 12 thành viên tham gia. Tổng diện tích sản xuất rau an toàn được quy hoạch là 20,62 ha, trong đó diện tích được cấp chứng nhận PGS hữu cơ Việt Nam là 17,85 ha. Diện tích đang trong thời gian chuyển đổi là 2,76 ha, tập trung chủ yếu ở các xã Liên Sơn, Cư Yên và thị trấn Lương Sơn. Sản phẩm rau an toàn của các nhóm sản xuất cơ bản đều có đầu ra ổn định tại thị trường trong và ngoài tỉnh. Chính quyền địa phương thì chúng tôi giúp đỡ các cái hợp tác xã xây dựng các cái chuỗi sản xuất cũng như là hỗ trợ cho cái việc để chứng nhận thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý. Do vậy mà các cái sản phẩm của các hợp tác xã nói chung cũng như là cái sản phẩm ô cốp của Lương Sơn ấy trong thời gian vừa qua thì cơ bản là không bị ảnh hưởng lớn bởi cái dịch bệnh Covid xảy ra. Thứ nhất là chúng tôi đảm bảo được cái chất lượng sản phẩm và cái thương hiệu sản phẩm. Cái thứ hai là đối với các hợp tác xã này thì cũng huyện cũng đã hỗ trợ cho cái việc mà ký kết liên kết chặt chẽ với các cái đơn vị tiêu thụ trên cái địa bàn Hà Nội và trong cái địa bàn nội huyện. Mở rộng diện tích, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn người dân và các tổ hợp tác xã thực hiện sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ, nâng cao thu nhập sẽ góp phần để huyện Lương Sơn hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021. Sản xuất rau sạch, rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đã bước vào mùa mưa bão. Để đảm bảo an toàn hồ đập và các công trình thủy lợi, huyện Đà Bắc đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan và các xã thị trấn trên địa bàn huyện tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nâng cấp, sửa chữa các công trình hồ đập đã xuống cấp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai và mưa lũ gây ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hồ La Tầm, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc có diện tích khoảng 22 ha, có chức năng trữ nước và cung cấp nước tưới cho 18 ha đất sản xuất nông nghiệp của người dân trong xã. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, bờ hồ hiện đã bị sụt sạt, lòng hồ đất đá bị bồi lắng, nước chứa thẩm thấu, khả năng trữ nước kém, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập và thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, tài sản tính mạng của người dân nếu có thiên tai xảy ra. Hiện hồ La Tầm, xã Cao Sơn đã được phê duyệt nâng cấp, sửa chữa và gia cố các vị trí xung yếu với tổng kinh phí là 4 tỷ đồng. Đối với bà con nhân dân thì thường xuyên được tuyên truyền về cái phòng chống lũ bão. Bên cạnh đó là cái tuyên truyền cho bà con dân là không được khai thác các cái đất đai mà gần các cái chân hồ đập. Bên cạnh đó thì tuyên truyền bà con không được trồng cây hoặc là đào làm nương làm ruộng ở quanh đó. Huy động bà con là không được làm nhà hoặc là làm lán làm trại ở các cái khu chân đập để có thể xảy ra lũ ống lũ quét. Hiện nay, huyện Đà Bắc có tổng số 23 hồ đập, trong đó có 18 hồ do công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý và 5 hồ đập do huyện Đà Bắc quản lý vận hành. Qua rà soát của địa phương, toàn huyện hiện có 5 hồ cần được cải tạo, sửa chữa và nâng cao dung tích. Để đảm bảo an toàn công trình hồ đập trong mùa mưa lũ, huyện đã tập trung ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa, gia cố các công trình hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn. Trong 2 năm 2020-2021, huyện Đà Bắc cũng đã và đang tiến hành cải tạo sửa chữa 2 hồ với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thực hiện công tác bảo đảm an toàn hồ đập bao gồm khảo sát điều tra các thông số hồ chứa, kiểm định an toàn hồ đập, lập quy trình vận hành điều tiết. Riêng đối với những hồ đập bị hư hỏng xuống cấp, chưa kịp sửa chữa duy tu không được tích nước, chủ động hạ thấp mực nước trong hồ trước khi có mưa bão. Ngoài ra, tích cực tuyên truyền phổ biến cho nhân dân nâng cao nhận thức trong công tác quản lý về an toàn đối với hồ đập. Các cái hộ dân mà có nguy cơ ở cái phần hạ lưu của các cái đập lớn ấy, thì được sự quan tâm của nhà nước thì chúng tôi đã xây dựng một cái khu tái định cư cho các hộ dân vùng thiên tai đặc biệt khó khăn. Đấy là các cái hộ dân mà có nguy cơ ở các cái hồ đập ấy, thì là gần như chúng tôi đã chuyển vào cái khu tái định cư rồi. 62 hộ của các cái xóm mà có ở các cái phần hạ lưu chân các cái đập ấy mà có nguy cơ thì chúng tôi cơ bản là đã chuyển các cái hộ vào khu tái định cư rồi. Bên cạnh sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi cần thường xuyên kiểm tra phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, khẩn trương rà soát điều chỉnh xây dựng phương án phòng chống thiên tai từng hồ chứa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng vật tư trang thiết bị, phương tiện dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống thiên tai, sự cố có thể xảy ra. Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến một căn cứ không quân ở Anh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống. Ông nói rằng người Mỹ đã sẵn sàng cộng tác một lần nữa với các đồng minh của họ và ông cho biết ông hy vọng các quốc gia có cùng chí hướng sẽ sát cánh cùng họ. Trong chuyến đi của mình, ông Biden sẽ gặp gỡ những người đứng đầu các nền kinh tế tiên tiến nhất thế giới tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm G7. Sau đó, ông sẽ tổ chức các cuộc họp với các nhà lãnh đạo của NATO và Liên minh châu Âu. Ông Biden nói rằng Mỹ đã trở lại và các nền dân chủ trên thế giới đang sát cánh cùng nhau để giải quyết những thách thức khó khăn nhất và những vấn đề quan trọng nhất đối với tương lai của họ. Ông cho biết sẽ cung cấp một chiến lược tiêm chủng virus corona cho thế giới. Ông cũng muốn thuyết phục các đồng minh cùng tham gia với mình trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc. Ông Biden sẽ kết thúc chuyến công du của mình bằng cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Ông nói rằng ông muốn có một mối quan hệ ổn định, có thể đoán trước được với Moscow. Sáng ngày 10 tháng 6, một máy bay quân sự của Myanmar đã bị rơi gần thành phố Mandalay của nước này, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. Theo đài truyền hình địa phương, máy bay đang từ thủ đô Naypyidaw đến thị trấn Pin Oloyin và đang hạ cánh thì bị rơi. Cơ quan cứu hỏa của thành phố lớn thứ hai của nước này cho biết, chiếc máy bay quân sự 16 chỗ đã lao xuống gần một nhà máy điện. Con số thương vong ban đầu là 13 người. Danh tính của những người thiệt mạng vẫn chưa được công bố.
Trong khi đó, một số nhân chứng địa phương cho biết có thêm một số người bị thương. Hiện lực lượng an ninh và lực lượng cứu hộ Myanmar đã được điều đến hiện trường. Người phát ngôn quân đội Myanmar Jo Min Tun cho rằng vụ tai nạn xảy ra do thời tiết xấu. El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên chính thức áp dụng Bitcoin như một phương tiện thanh toán hợp pháp. Hôm thứ Tư, Quốc hội nước này đã thông qua luật Bitcoin với 62 trong số 84 phiếu bầu chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nayib Bukele. Trong 90 ngày nữa, Bitcoin sẽ bắt đầu được các công ty chấp nhận khi được cung cấp làm phương tiện thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ với tỷ giá hối đoái Bitcoin đô la do thị trường thiết lập. Ông Bukele trước đây đã nói rằng việc sử dụng Bitcoin sẽ tạo ra việc làm, giúp giải quyết giảm tỷ lệ thâm nhập ngân hàng và giảm chi phí chuyển tiền. Với hy vọng đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng vào cuối năm nay, tính đến ngày 8 tháng 6, Trung Quốc đã tiêm hơn 808 triệu liều vaccine COVID-19 trên cả nước. Theo thông tin cập nhật mới nhất do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vừa cung cấp ngày 9 tháng 6, con số này đã tăng gần 15 triệu liều so với ngày hôm trước. Trung Quốc đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine vào tháng 12 năm ngoái, ưu tiên cho các nhóm có nguy cơ cao và nhân viên y tế. Để chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo sắp tới, Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết khoảng 80% vận động viên tham gia đã được tiêm vaccine. Cơ quan này nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục nỗ lực để có thêm nhiều vận động viên được tiêm chủng trong tương lai. Tại Hoa Kỳ, các chuyên gia cho biết đợt tiêm chủng lớn của nước này đã làm giảm đáng kể số ca tử vong liên quan đến COVID-19. Theo dữ liệu mới nhất do CDC Hoa Kỳ tiết lộ, khoảng 50% tổng số người Mỹ đủ điều kiện trên 12 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ. Điều đó có nghĩa là hơn 140 triệu người. Pháp đã mở cửa trở lại có điều kiện cho khách du lịch nước ngoài trong bối cảnh các hạn chế về virus corona được nới lỏng. Trên toàn Liên minh châu Âu, một nửa số người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine virus corona kể từ hôm thứ Tư. Các nước thành viên đang nới lỏng các hạn chế đối với việc đi chơi của người dân và các hoạt động tại các nhà hàng và quán bar. Chính quyền Pháp hôm thứ Tư đã cho phép các cơ sở như vậy phục vụ khách hàng trong nhà lần đầu tiên sau khoảng 7 tháng. Thời gian bắt đầu giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc được dời lại từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối. Pháp cũng bắt đầu tiếp nhận khách du lịch nước ngoài từ các thành viên EU và các nước khác, bao gồm Nhật Bản và Úc. Một trong những điều kiện là họ phải chứng minh rằng họ đã được tiêm phòng. Cùng với Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha cũng đã bắt đầu chấp nhận khách du lịch nước ngoài với các điều kiện kèm theo. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.